Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Duy Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải sẽ soi Thiên Vương Bang top 1 liên đấu thắng vừa rồi cho anh em xem sơ qua nha. Liên đấu thắng vừa rồi nha anh em. Đấu đơn môn phái vừa rồi là ổng là top 1 anh em. Đó, top 1. Mà trong này là như là nó bị xóa mục tiêu rồi. Anh em muốn xem set đồ của Fortnite nha. Đây, Thiên Vương Bang top 1 liên đấu thắng vừa rồi nè anh em. Đó. Sở hữu gia truyền kháng tất cả 20, sức mạnh 10, hoài, vãi nồi, Thiên Vương Bang anh em. Một cái nón cực phẩm 30, một áo cực phẩm 50, bao tay 25, sinh lực cao, nhẫn 25, kháng hỏa hai băng đai lưng quên, nhẫn kháng băng 25, sinh lực 40 chậm, đai lưng kháng hỏa 25, sinh lực cao, giày kháng lôi 24, tóc 40, mạnh pin. Và một cái chì cực phẩm trón 30, kháng hỏa 24 và 97 băng sắt. Đặt móc 94 băng sắt luôn. Móc cuối của băng sắt luôn. Quá chất. Một ngọc bội kim quang làm chậm 100 và phi phong. Chung là set đồ này thì nhìn sơ qua thì anh em cũng đủ biết một ạc Thiên Vương Bang set đồ mắt pin anh em ơi, không có gì để phải chơi nữa anh em ơi. Thiên Vương Bang mắt pin luôn em. Đợi chúng ta cùng xem sơ qua set đồ này tầm bao nhiêu tiền cho anh em xem sơ qua nha. Giá trị kháng cả 20 hợp kim này thì Khải Thái ở Tương Dương có bán một giây. Thì người ta đang bán với cái giá là 40k vạn, thì tầm khoảng 3 triệu Việt Nam. Giá này thấy bán là ngồi bán là 40k vạn thì tầm này khoảng hơn 3 triệu nè. Hồi đầu, nếu mà hồi đầu giá này bèo lắm phải 7-8 triệu nè, không biết đâu. Mà tầm này thì chỉ còn hơn 3 triệu thôi, tại vì Khải Thái nó ngồi bán ở Tương Dương một giây cũng 20. Nhưng lúc nãy anh em có thấy Khải đi sổ đồ á thì giá 20 bán 40k vạn. Rồi, thì giá trị này cho trung bình khoảng 5 triệu đi. Cái nón cực phẩm Bình Quốc 50, 30. Nếu mà nón này tự đầu server, cái nón này là trên dưới giá khoảng 8-9 triệu anh em. Mà tầm này thì cái nón này khoảng tầm nếu mà thiệt chắc mua thì Khải nghĩ những cái nón bình thường thì 1-2 kim. Mà những cái nón mà mát pin như thế này thì nằm giá khoảng tầm 15-20 kim anh em. Khoảng hơn 1 triệu đến 2 triệu cái nón này. Áo này cũng vậy nè, áo này lúc đầu là gần 10 triệu Việt Nam đồng áo này đó nè. Lúc đầu nha, lúc đầu server là 10 triệu, 7-8 triệu. Có khi là người ta đấu giá mới có được cái áo này nè. Cái nón cũng vậy, đấu giá đua top, đấu giá đua top cá nhân này nọ mới có được. Rồi 50, cái áo này thì chợ tầm này khoảng hơn 2 triệu đi. Đó. Rồi đai lưng kháng hỏa 25, sinh lực cao thì đai lưng này thì Khải nghĩ mắt pin kháng hỏa thôi. Chứ còn dòng của nó thì Khải thấy nó cũng khá là ok thôi. Đai lưng này cũng không bao nhiêu tiền đâu. Tại vì Khải Thái server cũng có khá là nhiều. Anh này chỉ lấy cái kháng hỏi dòng 1 thôi nè. Thì đai lưng này chúng ta nghĩ còn vài kim thôi nè. Nhẫn này 2540, nhẫn này 2540 thì như Khải hôm trước Khải bán một cái nhẫn 2540 sinh lực, Khải bán có 5 kim thôi nè. Thì khoảng tầm 300.000. Rồi nhẫn kháng hỏi 25 dòng 1. Nhẫn kháng hỏi 25 dòng 1 thì cái nhẫn này thì Khải nghĩ nó cũng khá là rẻ. Tại vì server thì mấy cái nhẫn kháng hỏi dòng 1 như thế này khá là nhiều. Mà được 25 như thế này là cũng khá là đẹp đó. Nhưng mà sinh lực thấp quá. Quá tiếc, sinh lực thấp để được sinh lực cao. Đi đường đó quá đẹp. Nhẫn này cũng vài kim. Mà tay này cũng vậy nè. Sinh lực, nội lực và lấy cho mình kháng hỏi dòng 1 và sinh lực 156. Những cái món mà kháng hỏi dòng 1 như thế này nè nó khá là rẻ, không có mắc. Rồi, mắc nhất là cái này nè. Đó, ngọc bội kim quang, thời gian làm chậm 100%. Đó. Cái món này thì theo Khải biết thì cái món này thì thường thường đua top nó mới ra nè. Thì Khải nghĩ cái ngọc bội này bèo lắm phải hơn 12 đến 15 kim nè. Quanh 12 đến 15 triệu chứ. Hơn 12 đến 15 triệu cái này nè. Đó. Ngọc bội kim quang. Và đôi giày 40-24 khăn lôi, 40-24 khăn lôi. Đôi giày này thì cũng khá là mát pin cho Thiên Vương Bang. Móc tóc 40 khăn lôi 24. Khăn lôi chưa được mát cho lắm nhưng mà được cái tóc chạy là đặt móc rồi. Đôi giày này Khải nghĩ cũng tầm 5-7 kim. Đôi chì này đẹp nè nè. 30 24 97. Cái chì này mắt pin cho Thiên Vương Bang này, không gì phải chơi này. Băng sắt đạt móc 94 và thêm lượng kháng hỏa 24 và thêm chón 30 nữa. Chì này thì theo Khải nghĩ ở server đầu cũng có một cây 99 băng sắt nè. Thì nó nhưng mà nó không được kháng hỏa cao, nó được kháng hỏa khá là thấp, nhưng mà cây này là gọi là quá đẹp cho Thiên Vương Bang này. Gọi là nô 1 của Thiên Vương Bang rồi. Cái chì này Khải nghĩ chắc là anh mua chắc cũng hơn vài triệu một cây này nè. Hello Hồng An nha. Nói chung là tổng set đồ này thì Khải nghĩ anh Thiên Vương Bang này, cái này 15 triệu, hai món cực phẩm này cho 5 triệu đi, 20. Gia chiên là 5 triệu nữa, 25. Cái chì này khoảng 2 triệu đi, 27. Khải nghĩ 2 đến 3 triệu nè. Cái chì này Khải nghĩ nếu mà mua thiệt tình Khải nghĩ hơn 2 triệu. 27 triệu. Chung là tổng set đồ này trên dưới gần 30 triệu nè, trên dưới gần 30 triệu Việt Nam đồng. Mắc nhất là ngọc bội nè, xong đến hai món cực phẩm, xong đến cái gia chiên, đến gia chiên chứ, ngọc bội nè, xong đến gia chiên nè, rồi đến hai món cực phẩm nè, rồi cái chì nè, đó mắc nhất là những món này. Còn những món này thì Khải thấy nó chỉ vài kim đổ lại thôi nè, đó. Vài kim đổ lại khoảng 200-300 nghìn đổ lại thôi, đó. Rồi ok, anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ cho Fortnite, một trong những Thiên Vương Bang top 1 của Liên Đấu vừa rồi nha. Và đừng quên ủng hộ video Khải một like chia sẻ chơi nha. Anh em thích soi đồ cầu thủ nào cứ comment Khải sẽ soi tiếp tục nha anh em.